Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một cách chia đường tròn thành nhiều phần bằng nhau, tức là từ 2 phần trở lên nha mọi người. Thì cách chia này thì dùng cho các bạn như muốn chia các mặt bích này, chia các lỗ trên mặt bích này, rồi các lỗ để các bạn khoan nhá. Thì hôm nay mình dùng công thức mình chia nha mọi người, mình không dùng bằng cách dựng hình nữa, mà sẽ dùng bằng công thức cho nó nhanh và tiện lợi. Thì đương nhiên thì dùng công thức thì các bạn phải bấm máy tính rồi và phải nhớ công thức. Thì trên màn hình bạn các bạn thấy mình đã vẽ góc OAB, thì mình ký hiệu bằng chữ alpha nha mọi người. Thì cạnh AB là một cạnh của cửu giác. Thì hôm nay mình sẽ chia làm 9 phần bằng nhau. Thì AB đây là một cạnh của cửu giác, thì mình phải phóng to ra một chút thôi. Thì để bắt đầu chia thì các bạn phải biết được cái đường kính hình tròn. Đây là đường kính của mình là 220 nha. Thì mình ghi ra D bằng 220. Và có bán kính là R bằng 110. Ok. Thì một hình tròn thì bằng 360 độ. Và mình chia làm, hôm nay mình chia làm 9 phần này. Tổng hình tròn là 360 độ mà các bạn chia làm 9 phần, tức là các bạn phải lấy 360 chia cho 9 là ra được góc alpha. Đó, góc cần tìm là góc alpha này. Ha, là góc của một cái cạnh AB đấy. Đó, chiều dài của cạnh AB các bạn cần tìm. Thì nó cũng có nhiều cách, nhiều công thức để tính toán, nhưng mà mình thấy công thức này nó nhanh và cũng nó dễ nhớ. Thì mình cũng show ra cho mọi người xem ha. Đó. Hình tròn là tổng bằng 360 độ. Thì các bạn lấy 360 độ chia cho 9. Bây giờ đang tìm góc alpha này. Chia cho 9 phần. Mình bị khuất mất chỗ này nha mọi người. Thì 360 chia cho 9 thì sẽ bằng 40. Là góc alpha bằng 40 độ ha. Rồi. Và bây giờ là tính cạnh AB. Để tính cạnh AB thì mình sẽ dùng công thức sau. AB bằng D nhân R nhân 1 trừ cốt góc alpha và căn bậc 2 ha. Đó, các bạn làm căn bậc 2 lên. Rồi, ráp công ráp số vào công thức nào. D là bằng 220 nhân bán kính là 110 nhân cho 1 trừ đi cốt góc alpha. Góc alpha là bằng 40. Đó, khi nãy mình lấy 360 độ chia 9 đó. Rồi. Thì mình bấm máy tính là căn bậc 2 ra là bằng, mình lấy làm chẵn luôn nha. Lấy 3 số này. 75.244. Thì nếu như các bạn cần số chính xác á, thì các bạn dùng thức cặp đo.
để mở compa ra bằng 275.244 đó. Còn đây hiện tại mình thì làm bằng thước dây nhưng mà độ chính xác nó sẽ hơi sai lệch một chút nha mọi người, nhưng mà về cơ bản là công thức đã đúng ha, nên mọi người cứ áp dụng là để sẽ ra chia đều bằng nhau. Rồi khi mà được cái số kết quả 75.24 rồi, các bạn mở compa đúng bằng kết quả đó. Nên mọi người mở compa đúng kích thước thì mình kẽ sẽ chính xác hơn nha mọi người. Đây mình đã mở xong nha, mình mở bằng thước dây. Rồi trên hình tròn mọi người lấy một điểm bất kỳ và cắm compa, bắt đầu kẻ xung quanh vòng đường tròn nối tiếp nhau như vậy, kích thước bằng nhau đó. Ok, kẻ xong luôn nha. Thì ở đây mình đã chia làm 9 phần bằng nhau, thì mình dùng viên thước dây nên mà nó có một sai số một chút xíu, thì các bạn nếu như các bạn dùng chính xác thì các bạn dùng thứ cặp nhau các bạn. Đây mình sẽ đánh dấu 9 phần này. Thì video hôm nay thì mình cũng đã hướng dẫn mọi người cách chia 9 phần bằng nhau. Thì nếu mọi người thấy hay thì cho mình một like nha mọi người. Cảm ơn mọi người đã xem video.